Dạ con xin chào ông bà cô chú, mình xin chào các bạn. Ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, hôm nay con có hai em Kiết nè. Con Kiết con nè, con Kiết bự nữa nè. Đây, con cho nó ăn thức ăn nè. Thức ăn con để ngoài sau á. Á, à, con Kiết bự muốn ăn nè. Cho con Kiết con nó ăn nữa. Đấy, con Kiết con đang mùi nè. Con ăn với. Nè cho. Này nè, con bự lại đây luôn. Đó, 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 đó. Mấy con này mò mò nó ăn nữa nè. À, cưng ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, nó ngon á, nó ăn á, nó thấy ngon á. Còn cái bé cái con này ăn nè, à, con nào bị sặc vậy? Con nghe con nào bị sặc, con biết là con này rồi. Tại vì con này suốt ngày nó hay bị sặc. Còn cái bà cái con này cứ đi xuống đi lui, suốt ngày con bắt nó cũng đáng yêu nè. Con thích cho bỏ ăn, con bự nữa. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ăn gì làm rớt vô cái dép vậy luôn nè. Ngoan quá, ngoan quá, ngoan quá. Con Kiết con dễ thương quá á. Ăn làm rớt nữa nè. Ăn hết. Ăn mấy cái miếng này ngon lắm hả? Con bự thích ăn nè, con bự hay làm rớt nè. Rồi con Kiết con, rồi con Kiết bự, rồi con Kiết con, rồi con Kiết bự. Ui, xe kìa. Nãy giờ yêu nó quá. Sợ nó thấy con bự kia. Con bự kia. Ai cho đi. Đúng rồi đó. Đi ra đây, đi chạy. Nè ăn đi. Ăn đi hai đứa. Đứa nhỏ thì ăn cám, đứa bự cũng ăn cám. Đứa bự lúc nó còn nhỏ nó cũng ăn cám á. Suốt ngày con chơi với nó. Nè mẹ cho nó ăn thì nó lại đi theo con nữa. Tại vì suốt ngày con ôm nó, con bé nó đi theo con hoài luôn á. Lúc mà nuôi tầm á, con đi đâu nó cũng đi theo, con nhảy đi đâu nó nhảy đi theo. Cái con vịt con á, giống như cái con này nè. Cái con này của cô hai bá hai cho con. Cái ông đó này nè, ông coi cái mặt ổng nè. Ổng nhìn hai cái đứa này nè, nhìn hai cái đứa này ổng. Ổng nhìn hai cái đứa, ai da, làm gì vậy, tao là chim chị. Còn móc vô cái chim chị á. Cái đứa bự này chắc dễ dựng lắm ấy nè. Cái đứa bự này ăn hoài. Cái đứa con cũng ăn nữa. Chắc tí nữa cái đứa con đó, cái bộ diều nó bự lắm ấy nha. Cái đứa con này ăn đi. Cái đứa bự này có sỉ chị hoài như hả? Yêu thương chị lắm không mà sỉ chị hoài. Ừ? Nè, đây. Có cái bà vịt con này nữa. Đi lại đây. Cái tay đứa bự này chạy đi đâu cho thoát, chạy đi đâu nữa, cứ suốt ngày chạy đi đâu ngoài. Ê sao có chưa cái mấy chị con, cái đứa con này nữa, cái đứa bự ở đây ăn nó không, con bự này ăn nữa, còn con nữa nè, múc cho nó miếng. Dạ. Cái đứa cục bự kia. Nãy giờ cái đứa bự này có chui chui con nè. Cái đứa con kia đi ra lại đây với chị. Hai đứa này đứa nào cũng sớm xích lại ông, nó nhớ ôm nhau. Nó quen với nhau rồi. Cái đứa bự này nó chỉ muốn con này thôi. Hôm bữa nó chỉ xỉ chơi thôi. Giờ nó quen luôn rồi. Con bự đi đâu thì con nó cũng đi theo ra đó. Thấy cưng lắm á. Con này để đi đâu? Nó chưa mà có sỉ chị hoài. Ôm miếng nhai. Kinh ghê đó. Đừng có vào chị nè. Đó. Đây cho ăn. Thức ăn con vịt nha. Ơ, cái con vịt con này no rồi hả? Nằm đi. Con bự này đi đâu? Không cho con đót ăn, con đót không được ăn, cái này là của con vịt. Mèo, cái con vịt này, mèo, con vịt quá. Lẹ,
con này bị hắt xì hả ta? Cái con này chạy đi đâu? Đi đâu? Ăn nhiều rồi đó vịt con ơi, em ăn nhiều rồi, em ăn là em bể bụng quá. Cái con bự này nó bự quá. Chưa no hả? Ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, nhìn nè, nó ăn sắp hết luôn, nó đang còn có bát xíu bà siêu luôn á. Ăn đi em, ăn đi. Ăn đi, ngon lắm hả? Ngon lắm hả? Ngon lắm hả? Ăn ngoài. Cái con vịt con này, hồi nãy giờ con không biết nó làm gì nữa thế này. Nó làm vậy á. Cái bà vịt bự này dễ thương quá. Con làm gì vậy Nhi? Dạ con cho vịt ăn. Em vịt ăn hết chưa? Còn có bé xíu. Con bự nó dẫn con ăn mà con cái bầu diện nó bự chán. Ừ, nó no rồi đó con. Chán ăn rồi đó. Nhưng mà con bự dẫn con ăn. Ừ. Con bự nó, cái bầu diện nó bự nên nó ăn nhiều nè. Con bự nó ăn nhiều để nó khỏe, có sức nó đẻ. Nó có sức nó đẻ. Con bự nó chỉ ăn cám thôi. Con bự lúc nó còn nhỏ nó cũng ăn cám. Nè, nó ăn tùm lum luôn nè. Đỡ tùm lum luôn. Nó ăn nó làm ghê á mẹ. Em cái con nó ăn quá chừng con luôn. Con bự ghét gì đâu. Rồi. Nó ăn no nó rồi nó đi. Yêu thương yêu thương. Mẹ ơi. Trời ơi, con làm đổ hết thức ăn hả Nhi? Không, nó làm đổ, nó ăn nó làm đổ mẹ. Cái con bự kia, đi đâu? Nó ăn no rồi, nó kiếm đường nó đi đó. Má qua, dính anh đót luôn. Còn cái con này nè, bắt con cái bự á. Cái con nó ăn quá chừng luôn, cái bầu dìa quá chừng luôn kìa. Còn cái con em xuống đợi hồi nó ăn nữa. Con bé con này lại với con vịt bự đi. Không đi lại mà cứ kêu la làng. Con ghen cái em cái con để lưng em cái bự á Nhi. Cho nó cõng. Bởi mày cho nó cõng được á, con để nó lên đi. Đó. Để nhẹ nhàng lên. Rồi, chạy rồi. Chạy đi đâu trời. Con giữ đi, con giữ đi. Hai đứa bạn của con mà. Rồi, còn ông Nót nữa. Ông Nót làm gì vậy? Mèo. Không được. Chạy. Để thôi. Ăn no nó rồi, nó chạy à. Còn ông Đất nó ngồi lại như vậy. Hả Đất? Ủa ẩm như em, ẩm em bé vậy đó hả Nhi? Em bé của con á. Trời ơi. Ăn no rồi Nhi ẩm nó giống như em bé luôn cả nhà rồi kìa. Có cái mặt hơi nót kìa. Cái cưng nó xích luôn á. Ăn no rồi, con ẩm nhẹ nhàng thôi nha con. Để tức bụng nó chết á. Con có bà vịt bự kia ăn no rồi. Bây giờ kiếm đường đi. Nó kiếm đường nó đi về nhà á. Nó đi về nhà nó uống nước á con. Nó này không có nước. Không có nước nó khát chết nó. Chết chóc gì? Nó đi vô cái vườn dâu của bác hai cả buổi trưa luôn rồi có sao đâu. Trời ơi, giờ bà nằm im gu im ghịu, bà không nhúc nhích cục kịch vậy trơn luôn á hả? Nãy giờ con bé nó cái nó cứ nhúc nhích nè, nè. Nhìn cưng hết sức luôn không? Coi kìa. Cái bà giống y như em bé vậy đó. Mình nuôi con vịt bự ở cả nhà ngày trước nó đi theo mình, giờ nó quen rồi. Cái bắt đầu bây giờ mình nuôi con vịt con nữa, nó cũng giống như con vịt bự vậy, đi theo mình vậy đó. Thấy thương lắm. Rồi thôi con đem nó về nhà cho nó uống nước đi. Dạ. Rồi trước khi đi về mình làm sao ta? Dạ con ba bà cô chú, con chú ông bà cô chú nhờ sức khỏe đăng ký kênh hộ con nhé. Mình ba các bạn hẹn gặp lại sau, bye bye. Rồi ẵm em về đi. Về ơi. Đó, rồi đưa các bà kiết bự về luôn. Dắt bà về luôn. Đi.
Về. Rồi con kêu nó về đi. Đi. Đi về. Đi về thôi Cát ơi. Sao tự nhiên lại đứng đây làm gì? Nhìn nhìn gì? Đi về. Ừ đó. Rồi con đi, đi theo con à. Đúng rồi, con đi trước đi theo sau đó. Thấy ghét không? Đi cái tướng vĩnh vĩnh cái đuôi kìa. Hai cái đứa này dính nhau. Ừ. Chị Nhi đi trước là hai em lót gót theo sau. Một em đi giữa, một em đi sau. Ừ.